Ok, tiếp tục nha, tiếp tục video, tiếp tục nha. Ok. What caused the flame? Hi Dwight, Russell. Hi. Có cái ông ở, ông làm ở PFAC Palawan đó bố. Dạ. Yeah. Ông làm lên internet, ông coi bố ha. Ông cái ông đó, ông là thiện nguyện viên, ông là không phải người Việt Nam, ông là người da trắng. Và ông đến PFAC, ông làm thiện nguyện viên, ông làm gì? Engineer. Dạ. Yeah. Rồi ông biết về trong 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 phòng á, ông biết về người tị nạn nhiều lắm, ông thương người tị nạn lắm. Hi Dwight Russell, hi, how are you? You can write the comments on the Facebook live of my dad. Ông là Dwight Russell, ông làm cho PFAC Palawan hồi xưa đó. Ông là thiện nguyện viên, ông đến từ nước nước ngoài tới xong ông tới đó bây giờ ông qua Mỹ lại rồi. Chơi về Mỹ thôi. Ông làm engineer hay gì á. Hi Dwight, he has a lot of flame on the throat, so I have to suck out the flame because the lungs caused the flame. He has lung cancer stage 4 and he has been taking care of the chemotherapy since 2018 in summer to 2022, and then he has brain radiation, so they stopped the chemotherapy because he's so weak right now. So he has been not taking care and get the chemotherapy for like since July last year. So now it's April. So no, some since May. So he off chemotherapy May, June, and July, and in August it spread to the brain. So the brain, he has to have brain radiation because the lung cancer stage 4 spread to the brain, so that's why we have to do the brain radiation in August, and then he cannot walk, he's like paralyzed and cannot walk and cannot talk that much after the brain radiation because it's damaged the brain in August because he has like 10 radiation in 2 weeks, so every day 5 days a week for brain radiation, and then after 2 weeks because it spread to the brain, they have to use the radiation to help his brain, but then he survived. But since August now, and now it's April, so it's been 8 months, but he cannot walk and cannot talk that much. His verbal is very weak and he can only say some line or some words but not the full sentence. We have to guess what he has yeah. So ông cái ông join ông đang nhìn bố trên Facebook nha. Yeah. Ông này ông là người trong AFC Palawan á. Yeah. Ông thì nguyên viên hồi xưa ông chạy tị nạn giúp người tị nạn á bố. Ông đang coi bố ha. So mình mới nói với ông là bố bị ung thư phổi tháng 6 năm 2018 và di căn lên não. Tháng 8 năm 2022 và 4 năm sau bị di căn lên não và phải làm xạ trị não để mà cứu sống bố. Và bố được sống được 8 tháng rồi và người ta nghĩ là cái đó là nhất chính nhị bù, là liều làm cái đó, nhưng mà ông sống được 8 tháng. Cho nên từ lúc đó thì không, ông yếu quá cho nên không có được vô chemotherapy, là không có được hóa trị nữa. Và cho nên là so I have to have the nebulizer to suck his flame out from the throat. Yeah. Phải dùng cái máy để hút đàm ra trong cái cổ họng á, tại vì cái phổi nó làm cho cái đàm nó lên nhiều, nó bị cái phổi. What caused the flame? The flame is the dam. Cái đàm là gọi là flame. A possible cause of excess mucus can be food allergies, an acid reflux from the stomach, or an infection.
có thể là bị dị ứng food là thức ăn nè, hoặc là axit là chất axit ở trong bụng nó làm cho cái đàm nó cũng ra nè, và có thể là bị nhiễm trùng infection. Này là ngày 2 tháng 8 năm 2021 rồi. Adult Daycare Center Fairview nè, nó nói như vậy đó. Okay. Excess mucus in the throat causes and what works best, though you may not be aware of it, the glands in your throat produce lots of mucus every day. Mucus, also known as phlegm, is essential for keeping your respiratory tract moist and healthy and wards off infection. Có nghĩa là cái đàm nó do cái bị nhiễm trùng ha. Nó làm cho cái đường hô hấp, đường thở của mình á không có được moist là ẩm ướt và healthy ha. Excessive mucus, however, can be unpleasant and bothersome and can cause a number of issues including swallowing problems. Là cái đàm này nó làm cho ổng bị khó thở, khó nuốt. Là bị problem về cái nuốt ha. Let's take a look at the cause build up of mucus and some of the remedies that work best. What causes the mucus in the throat? The stomach, nose, sinuses, and throat can all produce mucus, so getting a good diagnosis requires a medical examination. Bụng ha, bụng, mũi và sinus và cái cuống họng là cái nó tiết ra đàm, nó làm ra đàm. Excessive mucus can be food allergy, acid reflux in the stomach and infection. Và cái bị nhiều đàm là do dị ứng thức ăn, axit trong bụng chất và nhiễm trùng. Common causes of too much mucus in the throat include a cold or flu, acute bronchitis, sinuses, and or pneumonia. When mucus runs from the back of the nose down the throat after a meal, this could indicate an allergy. Khi mà cái đàm nó chạy từ ở ngoài sau cái lỗ mũi xuống cổ họng sau khi ăn, nó sẽ làm bị dị ứng, allergy. Nó có thể là nhẹ, nặng, vừa vừa hoặc là nặng. Causes by mild, chronic or severe parenthesis, the onset of congestive heart failure, so be sure to seek medical advice. Là hỏi là phải cần cần nói chuyện với bác sĩ, tại vì cái đàm này nó ra nhiều quá. Symptom of mucus overproduction. Symptom of excess mucus are coughing, up phlegm, shortness of breath, or congestion of the throat. Có nghĩa là khi mà mình ho ho ra đàm, thở ngắn, shortness of breath là thở yếu, hay là congestion of in the throat là trong cái cuống họng nó bị congestion. If the cause of the mucus in the throat is bacterial, viral or fungal infection, symptom may differ. Khi mà cái tạo ra của cái cổ họng bị vi khuẩn này, bacterial, viral or fungal, bị vi khuẩn nè, bị nhiễm trùng vi khuẩn nè, là cái triệu chứng nó khác. Nó sẽ bị fever là bị sốt, hay là itchy eyes là ngứa mắt, runny nose là chảy nước mũi, nhức đầu, headache và khó thở. Frequently throat clearing may be a symptom of stomach problem, as mucus formation is protection of mechanism against acidity. Là cái mình phải làm cho cổ họng nó thông,
Tại tại vì cái này cho cái bụng, cái stomach là cái bụng của mình á, cái stomach problem. What foods help excess mucus? Some food and drinks tend to lead to a build up mucus while others relieve it. Có nghĩa là nhiều thứ thức ăn và thức uống làm cho nó làm thêm đàm ra, nhưng mà có nhiều cái nó lại bớt xuống. Things that help include broccoli, berries, orange and greens, fatty acids like chow and olive oil. Some food and drinks tend to lead to a build up mucus while others relieve it. Things that help include broccoli, berries, orange and greens, fatty fish like chow and olive oil. Cayenne pepper, ginger, lemon and herbal teas are also beneficial. Things that can aggravate mucus build up include milk, soy, cheese, yogurt, caffeine, roses and alcohol. Okay. Cái mà làm cho cái đàm nó ra nhiều là do sữa, xôi là sữa đậu nành, cheese, rau ua, chất chất caffeine, thịt và rượu. Rượu alcohol là cái chất chất có nồng độ, là nó làm cho cái mucus, nó cái đàm nó lên, nó là do sữa, xôi, cheese nè, yogurt nè, caffeine, processed meat and alcohol. Và những cái thứ mà nó relieve it là nó bớt cái đàm đi là broccoli nè, là bông cải xanh nè, berry là giống như là berry nè, cam nè, và chất xanh nè, cá và dầu olive, ớt, gừng, chanh, trà là có lợi nè. Ok, có nghĩa là có những thứ food and drink nó có lợi mà có những cái food nó có hại. Ok. Ok, vậy là hiểu rồi. Có nghĩa là cái chất đàm mà nó ra, nó sẽ ra nhiều hơn á, nó làm tạo thêm đàm nhiều á, là do sữa, sữa đậu nành với lại cheese với lại rau u ha, với lại thịt processed meat. Okay. Further tips and remedies: many people with excess mucus find that sleeping with their head raised on an extra pillow help. Có nghĩa là mình ngủ để mà thêm một cái gối ở ngoài ngoài sau á sẽ giúp cho mình hơn. This is because elevating the head and shoulders in this way relieves congestion nasal passages. Quit smoking and stay away from irritants and polluted air when possible. Là ngừng hút thuốc, bỏ hút thuốc, và stay away là tránh xa cái tránh xa irritant and không khí bị ô nhiễm khi có thể. Blow your nose, inhale steam, garage. Gargle with salt and warm water là hỉ mũi và hít chất inhale steam là hít chất cái bốc hơi vô á, cái hơi á, hò nước muối và nước ấm. Diffuse essential oil, drink warm liquid là uống nước ấm. Make sure you drink a lot of water. Remember, dehydration is also bad. Và cái này nó làm cho mình bị dehydration, là mình bị mất nước trong người, mình phải cần uống nước rất là nhiều. If your doctor diagnosed an allergy, allergy medications may help address the problem of excess mucus. Là cái dị ứng này nè, hoặc là thuốc có thể giúp cho cái đàm nó bớt xuống. Be aware of your swallowing, and if you think something unusual is happening, get medical advice.
là cẩn thận lúc mà nuốt nè, nếu cần gì phải hỏi bác sĩ. Another tip is not to eat a large meal before going to bed, as this can cause indigestion in the production of more mucus. Có nghĩa là trước khi mình ngủ mình không được ăn một cái bữa ăn rất là nhiều, tại vì trước khi vô ngủ thì nó làm cho cái indigestion and nó làm cho thêm đàm nhiều. Có nghĩa là trước khi ngủ mình không được ăn quá nhiều, tại vì ăn tại có nghĩa là ví dụ như 10 giờ ngủ thì 5 giờ chiều ăn hay 6 giờ chiều ăn được, đừng có ăn xong mình ngủ liền buổi tối, có nghĩa là đừng có cho ăn trễ quá buổi tối. Share this story, choose your platform. Okay. Có nghĩa là cái đàm nó do nhiều thứ, nó nhiều nhiều đàm nó do nhiều thứ tạo ra, là do thức ăn hoặc là do cái phổi của mình nó làm ra như vậy vậy rồi. So he has a lot of flame every day when he's eating. The flame is in the throat. I have to suck out the flame. Cái đàm á, nó làm cho mình khó nuốt, là cái đàm nó làm cho mình khó nuốt, cho nên mình phải lấy đàm ra trước khi mình cho ăn. Ok, hồi nãy có nghe không? Có nghe không? Hay có ngủ? Ôi, có nghe không? Có nghe không? Ok. Ok, uống thuốc đầy đủ rồi ha, ăn được. So he ate like almost full bowl like this for the morning, and he got all the medications, nerve pain, dementia, and inflammation of the brain, and for the medications and pain. So bố đã uống thuốc đau và uống thuốc chống sưng não, chống dây thần, chống cho trí nhớ và đau chống chống đau dây thần kinh. Hi Dwight, how are you today? Thanks for watching. You watching my dad, huh? Yeah. Okay. So because this is like a Facebook live, so it's kind of a
nha. Tới chưa? Ok. Ok, dạ. Ok. Alo. Sao con để camera lên để nhận định với bố? Ủa? Ok. Nó bị okay, thấy chưa? Nó bị đổ. Gì mà? Bố đang thở oxy không? Có, đang thở, bố ăn rồi, bố nãy bố có đàn con lấy để làm ra hết cho bố rồi. Thở khó khè chứ? Dạ đỡ rồi, bây giờ ngủ rồi. Nhớ nhắc cô mát là có thể cho bố có thuốc bố đàn không? Không, tại vì thành thử ra làm không phải làm cho bố một thở. Dạ, hồi nãy con đọc trên internet nó nói là đàm là do cái bụng mình, trong cái bụng, cái axit trong bụng nó đưa lên, với lại cho cái do cái infection của cái làm cho cái đường thở của mình nó bị ngọt á. Nói là mẹ nói là check cho cái nắp giọng của nó trong cái họng nó bị nấm không, tại vì cái khe khe gì đó mẹ nghĩ như nó bị nấm mà nó làm cái khó chịu. Hồi nãy con mới đọc trên internet á là người ta nói là cái flame là do cái axit trong cái bụng mình nó tiết ra, nó cũng làm cho cái flame vậy. Dạ. Và có thể là bị nhiễm trùng cái gì đó, hoặc là dạ. Cái đàm của bố không được lên nha. Dạ. Ok. 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 Small. Và mình phải mở Facebook Play lên cho mấy người thân mình gia đình coi. À, tại vì Việt Nam nếu mà ai mà còn ngủ thì không có thấy, nhưng mà bây giờ Việt Nam là tối rồi, là 12 giờ khuya mà Việt Nam, mà đa số bên Việt Nam đa số mấy người thân nhân của bố là bên Việt Nam, và ở bên đây chỉ ít lắm, chỉ có vài người thôi. Yeah. Bố có nhiều anh em xuôi gia cũng có nhiều. Sao bố? Ok ha bố ha. Ok.
Trong Facebook của bố trong nhà này á, chỉ có một mình Phương với mẹ là có Facebook của bố thôi, còn mấy người kia là người ta block hết Facebook của bố. Mấy người thân nhân khác á, có nhiều người giống như là anh Duy cũng block Facebook, chị Oanh cũng block Facebook của bố và những người khác nữa. Hồi xưa là có Facebook của mấy người khác nhưng mấy người đó, nhưng mà họ ta block rồi, rất là buồn. Bình an nè, hạnh phúc, may mắn, sống một cuộc sống đạo đức. All in peace, happiness, best of luck. To live a moral life. Quang Nam, Quang Diệu Minh, Quang Thành Linh, Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay trời đẹp nè. Bây giờ là 10 giờ rồi nè, 73 độ nè, ngày 12 tháng 4 nè, thứ tư nè. Trăm năm hạnh phúc, đời mình, đời con, đời cháu, đời chắc. 100 years of happiness, our lives, children's life, grandchildren's life, great grandchildren's life. Và cái này là Phương học y tá năm 2001 hình nè, đó y tá, bạn y tá của Phương á, học y tá nè, học ở trường tư trên mắc tiền nó 17.000, mẹ trả hết luôn, mẹ trả sau khi mẹ trả là trả góp 50 đồng mỗi tháng sau khi học, nhưng mà học không có bằng, tại vì bị có chuyện trong gia đình, đó là bố với mẹ nè. Bố mẹ với Phương học modeling acting nè. Lúc đó bố đây là đám cưới bên cô Thủy chú Tâm bên Chelsea nè, bố với mẹ với Phương với Duy. Đây là pageant Miss Asia USA 2002 pageant nè. Cái cô này là cổ là hoa hậu của người Hawaii và những người khác là giống như là người Tàu người. Đây là gia đình anh em của bố, đây là gia đình anh em sinh ra của mẹ, của bố, bên mẹ đây, đây là mẹ đây, đây là bố đây, bà nội và ông ngoại, bà ngoại, bà nội thì vẫn còn, bà nội thì 90 tuổi rồi. Đây là Miss Huntington Beach Pageant, đây là Miss Secondary. That's why là phải cho uống lấy đàm ra nhiều lắm nha. Lấy đàm ăn hết rồi uống thuốc rồi. Chị có cho gọi là sao ta? Có đâu có cho chú nó đàm gì, chị đâu có cho chú uống sữa hay là uống nó kem hay gì đúng không? Không. Không phải nó mà đàm nhiều được okay. Cho. Không được uống sữa luôn. Dạ. Yeah. Không. Mình mấy cái chất đó nó mấy cái đó nó làm cho. Ok. Nó đàm nhiều. Vậy bây giờ mẹ hỏi là cái thuốc thì cắt ra có 3 viên. Để em refill chứ. Nhưng mà ngày mai nữa là tới nửa ngày thôi, we need five more. Can you order by tomorrow? Yeah. Okay. Với lại, and then he needs the flame medication because he has been having a lot of flame. Yeah, có nhiều đây, nhiều đàn quá. Yeah. And the LVN hay ON? Yeah, I'm ON. ON, okay. Hồi xưa chị học LVN và chị học xong chị năm 2001, xong 2018 chị trở lại học ON, nhưng mà học không học vậy, tại mình bắt đi làm. Nhưng mà đi học LVN được nửa, một nửa phần rồi. Tại ra hospital training rồi. Dạ, clinical training hết rồi. Ra gặp, take care bệnh nhân giống như under nurse, real nurse would like. Hồi mấy hôm nay là, nguyên cả ngày nay hôm qua là yếu, thở yếu cho nên phải thở oxy một nguyên ngày thôi. Um,
Để chị gọi cho mẹ chị coi mẹ chị có muốn hỏi gì không ha. À, tại nãy nãy mẹ mới gọi là mẹ nhắc là cách ra còn có 3 viên thôi là. Hồi nãy em có nói chuyện với bác để cô Tâm gọi em á. Ồ dạ ok. Dạ cô Tâm gọi em cho nên. Nè mình có cái thuốc này nè chị, có thuốc mà lông đàn ra đó. Dạ. Yeah. Không thấy không? Không thấy không? Chị cho cô Tâm. Chị không thấy, chị kiếm không thấy. Ừ, mẹ chỉ nói là xin thuốc đàn thôi. Đó, có thuốc đó. Hả? Đây mình coi đi. Chị mới soạn ra cái thuốc nào đó, thuốc nào để mua cái đó để cho mẹ nghe, mẹ chỉ để chị không biết sao mẹ chỉ để sao. Đó là em nhớ là có thông tổng chức làm chị cho con cái thứ. Dạ chị không thấy là mẹ chị là đòi xin chúng ta là mẹ chị không nhớ là có, mẹ chị không biết là có. Thì thì là cái thuốc này mà cái taxi này nó có sẵn. Là cái xin sắp. Thì là cái xin sắp điên rồi. Chị không thấy cái này nó là chị không thấy là cái gì là một là nó không có mẹ chị chưa có nhận, hay là nó xích hay là gì đó có không? Tại chị không thấy gì hết. Chị đó chị tìm hết không thấy. Cứ tiếp tục uống thuốc này nha, chắc là sáng giờ uống không liều đúng chị? Dạ yeah, đúng rồi, uống được. Chuẩn bị phiêu thuốc cho bố nha, hết thuốc là phải tiêm thuốc nha. Hai cô Thúy, cô Thúy khỏe không? Dạ ông Dượng, ông Dượng có Facebook của bố con Việt Văn Nguyễn trên Facebook của ông Dượng không? Dạ con đang mở Facebook cho bố để mà nói chuyện, ai muốn nói chuyện với bố thì mở lên cho coi ha. Ông Dượng biết cho tôi. Dạ Việt Văn Nguyễn nó vừa không, ông Dượng có không? Dạ em order thuốc từ cái chỗ Nhân Hòa nhé. Nhân tại vì Hòa không muốn lấy liền hôm nay thì em order từ cái local pharmacy. Nhưng mà cái Nhân Hòa nó lâu lắm. Nhân Hòa cái Walgreens nó mở tới 8-9 giờ, còn Nhân Hòa 5-6 giờ là nó đóng cửa. Em có thể mở Walgreens năm, tại hồi xưa giờ Walgreens ở đâu? Washington với lại Beach của họ ngay góc khúc nhà mà họ mở tới 9 giờ, còn Nhân Hòa mở tới 6 giờ. Washington, yeah. Là ra lấy tiền luôn á, ra lấy tiền. Chị từng lấy thuốc ở đó chưa? Dạ, yeah, cho ba chị đó mà. Ồ. Ba chị có hồ sơ trong đó. Tại vì Nhân Hòa không có họ phải ship về, còn mình ra lấy liền. Cái này đúng không chị?
nếu mà mình qua quy bắt đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đó, ok. Nhưng mà nếu mà ship thì lâu hơn, cho nên chị nghĩ là ra ra ngoài đấy thôi. À, pick up lại hơn. Tại vì với là Nhân Hòa 6 giờ đóng cửa rồi. Dạ. Yeah. Còn chỗ này là của Walgreen, của franchise của Mỹ á, cho nên là họ cho mình lấy tới 9 giờ. Okay, tối mình ra làm. Có đây. Okay. 8052. Dạ, là số phone của em có số phone của ba chị là của chị á, là số phone của ba chị, tại vì ba chị họ không sao, họ sẽ tắt cho chị biết là có thuốc chưa. Dạ. Yeah. Cho em có số phone của chị không? Có. Em cho họ cái số tại chị không, số họ sẽ gọi. Không thì họ sẽ tắt cho chị, tại vì nếu không thì bây giờ em còn khi nào bác sĩ ký xong á, bác sĩ ký xong á em sẽ gọi chị, em nói chị biết là họ bác sĩ ký rồi thì đợi từ một khoảng nửa tiếng gọi lại cho họ. Okay. Gọi trực tiếp mình chủ động gọi cho họ. Ok. Rồi ngoài chắc là ra là đâu còn gì còn review đúng không chị? Hả? Ngoài chắc là ra là còn. Chắc là. Ngoài thay đâu còn review. Nhưng mà cái khách là ngày mai chỉ còn nửa ngày thôi, cho nên phải cần pick up. Yeah, okay. We need to get it by tonight or tomorrow morning. Yeah. Còn cái thuốc đờm thì là ngày mai hàng có xếp này. Ok, thế. Giờ nhưng mà hôm nay nhà mình tại sao không có thuốc đờm này em? Em không biết đó, mà trong này em có biết là không biết sao, nhà mình cũng có. Yeah. Nhưng mà em sẽ xuất sẵn cho, nếu chung là mình cứ tiếp tục mình. Yeah. Ok. Để em coi đây. Dạ. Nhưng mà Facebook của ông Vượng, ông Dượng có không? Có Facebook của ba bố con, có đang mở Facebook live dạ? Ôi, chị đang mở live rồi. Đâu đâu, Facebook của bên... dạ, yeah. Bên video. Dạ. Ồ. Ok, sao đây? No, chị tắt live. Ok, ok. Dạ, yeah, tại vì cái này là okay. Hít vào, okay. Bố chị hít vào. Ok. Không, cái này cho thân nhân coi thôi, không có ai coi. Okay. Nhưng mà mẹ chưa biết là chị đang mở live không? Mẹ biết mà. Mẹ cái này cho thân nhân con, không có phải là mấy người ngoài. Ồ. Only family member. Ok, tại vì cái này đưa lên live chị kia là đâu nó cái là family member. Chú. Tại vì mấy người thân nhân Việt Nam muốn nhìn thấy bố á, cho nên là nhiều thân nhân quá. Chị không thể nào mà gọi mười mấy người một lần được, cho nên gọi cái tên bà con không? Chỉ có thân nhân này, có người thân nhân này, only family member. Cái này là private matter, không có phải là... Ok, để chị con sắc ra chú nha. Ho, chú ho ra, chú ho ra. Tại vì mọi người... lúc mà chị đang gọi điện thoại không mấy, cho nên khi bỏ lên á thì mấy người thân người ta mới lên thấy được. Dạ chị con vâng, dạ trăm phần sáu dạ tám phần ok dạ ngon ngon á. Hồi nãy chị coi internet á, cái đờm mà trong khi trong cái stomach acid với lại mấy cái trong cái phổi á. I know that so that cost something. Nhưng mà không phải là em đã order nhưng mà mẹ chỉ chưa nhận được mà mẹ chỉ không biết hả? Có nghĩa là em đã order thuốc đàm mà mẹ chỉ không biết hả? Oh, ok. Thank you.
dạ. Nhưng mà nếu mà sau 8 tiếng mà cái 4 tiếng đó mà bố bị ngủ á, thì cái tiếng thứ 8 mình có thể làm dùng hai cái đó, nếu mà nhiều quá được không, như hai cái hai chấm thuốc được không? Một lần là đúng cái liều là không được. Nhưng mà nếu mà nhiều quá cũng ok vậy thôi. Cũng ok vậy. Nhưng mà nếu mà ông đang ngủ nó sau khi 4 giờ thì không được hút ra, nhưng mà sau khi 8 giờ thì hút ra được, nhưng mà không được làm hai cái. Okay. Nếu mà nó có quá giờ đó thì mình skip luôn. Mình rất buồn là anh Duy của mình block Facebook của mình ha. Chị Oanh block Facebook của mình luôn. Và hồi xưa mình có Facebook của Bồng Bon mà cũng không bị block luôn, là rất là buồn. Và Facebook của bố anh Duy cũng không có Facebook của bố, và chị Oanh cũng không có Facebook của bố ha. Rất là buồn. Có mình add vô rồi mà người ta block ra. Mà người trong nhà nhé. Cho nên mình có Facebook gì cho mở lên cho bố cho người nhà coi mà người ta không thấy được. Cho nên nếu mà bố mà có chuyện gì á, người nhà mình mà có Facebook Live á, người nhà mình không thấy được. Người sống chung nhà luôn nha. Sống mấy chục năm trong nhà, mấy chục năm với bố luôn mà làm như vậy ha. Rất là buồn. Mình nói không nghe, mình nói unblock không nghe.
Cái này là do bị cám dỗ nó làm ra chứ không phải là bị cám dỗ cho nên nó mới mới block. Cho nên người đã bị cám dỗ người ta không có hiểu được cái lý trí của họ. Trong nhà mình Facebook của bố chỉ có mình với anh mẹ mình thôi. Trong những người khác với anh Hòa là bạn của anh Duy. Mà không có ai có Facebook của bố là. Gia đình mình là có cô Huyền có Facebook của bố. Là mẹ của Huyền với lại mình là có Facebook của bố. Còn mấy người kia, mấy người với mấy thân nhân bên Việt Nam, cô 8, cô 9 là bên Việt Nam có. Nhưng mà bên đây những người khác không có muốn add Facebook của bố vô. Rất là buồn ha. Nếu mà có chuyện gì người ta không nhìn thấy được với bố trên trên Facebook hết, tại vì chỉ có Facebook live và YouTube cũng làm live được, nhưng mà YouTube thì thường thường là không có người người ta dùng, bên gia đình ít có dùng YouTube đó, người ta chỉ dùng Facebook thôi, tại vì Facebook là more common. Và những người con và cháu của bố, anh em của bố ở Việt Nam thì có trong Facebook của bố. Và Facebook của bố đã có lâu năm rồi. Tại sao thời xưa bố dùng một cái Facebook, bố về Việt Nam nó bị hack hay gì đó, hay bị gì problem á. Bố dùng một cái Facebook khác nhưng mà cái Facebook khác nó bị rớt trên nước. Thì không, bố không có nhớ cái mật khẩu cho nên vô không được nữa. Thì phải dùng là cái Facebook cũ này, là Facebook này là Facebook đầu tiên của bố. Và Facebook thứ hai nó bị rớt cái điện thoại đó nước mà bố không nhớ cái password cho nên là không có vô được cái đó. Là cái đó cái như là không có ai xài hết. Mình đã add tên bố mình cho anh Duy chị Oanh. Nhưng mà bị block ra lại hết. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, có nghĩa là mình chơi với bạn xấu mình sẽ xấu với bạn mình luôn, hoặc là mình làm việc với người xấu lâu năm cũng sẽ xấu với người bạn mình luôn. Hoặc là cái người đó luôn, tại vì người ta nói mình nhiều quá, mình bị ám ảnh mỗi ngày, mình nói nó riết trong lòng, xong nó bị cám dỗ rồi nó không còn nghe được những cái lời thiện của người khác nữa, và đã bị nghe lời người ác nói rồi, cho nên cái người đó không còn lý trí mạnh mẽ nữa, tại vì làm chung lâu năm quá. Người nhà mà block phone người nhà với nhau á là có problem, cái nhà đó có problem gì người ta mới block cái phone. Trong Facebook của bố cũng không có Thi với Hùng trong đây luôn, và mình đã muốn nhắc họ vô mà họ cũng không có luôn. Facebook live và mở Facebook live của bố chị lên á. Em lên Việt Tân Nguyễn, em lên coi có em có Facebook của bố chị không ha, đang coi bố bị đàm nhiều quá thì y tá mới đến thăm rồi nó đốt hút đàm ra. Ok vậy thôi bye ha. Mà nếu mà em muốn add tên Việt Tân Nguyễn trong Facebook thì add vô xong rồi chị confirm friend ha. Ok bye ha. Ok nói không vậy luôn nha. Okay. Trong Facebook bố và Việt Nam đều có hết.
chị không có Facebook của Hùng Thi, chị Oanh, anh Duy, chị Bồng Bon. Còn Facebook đó là có con với mẹ thôi, trong nhà mình thôi. Còn mấy người kia, mấy người trong nhà không có ai có. Mà có lẽ họ vô họ block ra. Chị thích đàm chưa? Rồi ra đàm không? Quá buồn luôn. Người nhà với nhau mà block với nhau không Bốn? Người nhà với nhau mà block với nhau là họ không muốn, họ không muốn cần biết những gì xảy ra hết, và những gì đang xảy ra cho bố hay là làm gì cho bố, họ không, họ không muốn cần biết, mà họ là người nhà nha bố nha. Cho nên người nhà mình á, mình cũng chưa chắc là mình tin tưởng 100%, hay là người thân, người bạn, bạn thân của mình chưa chắc trường hợp mình tin tưởng họ 100%. Nhà mình có camera nhưng mà đâu có ai check camera mỗi ngày đâu. Có vì ví dụ có Facebook Live, người ta biết là có Facebook Live, người ta lên ta coi, mấy người nhà coi, mà người nhà không có Facebook thì không thấy được gì hết. Sáng thì con chưa ăn gì hết.
Ủa nhớ đậu hũ không? Hồi lúc mình năm 93 mình 93 mình mới qua bên Việt Nam, bên bên Phi Cực Tân mới qua đó. Qua bên mình đi qua. Mình ăn đậu hũ không có ăn mình xong mình mua cà phê á, nhớ không? Ừ, xong mình mua đậu hũ mỗi tuần đó mình ăn chấm nước tương không ha. Có nhớ đó không? Năm 93 đến giờ luôn á. Và mỗi chủ nhật là mình đi chợ. Gia đình sống rất là hạnh phúc quá ha. Xong chủ nhật thì thứ bảy thì con học high school thì con phải nhật nó off ha, con không có đi học, ở nhà học bài với lại đi chợ nữa ha. Bây giờ là ngày ngày chủ nhật thì ai cũng đi làm hết, từ khi đi làm nem là phải làm ngày chủ nhật, hồi xưa là mình off ngày chủ nhật hết cả nhà mình luôn ha. Hello. Không cháu không? Tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Một tính ha. Mình thích ăn cơm cháy giống như chị Bác Giới. Thích ăn cơm cháy. Trong phim Tây Du Ký á, thích ăn cơm cháy. Có bị dehydration á, là bị thiếu nước á, mình cần uống nước vậy ha. Ủa nào.
khỏi hoài mấy người phiền mình á. Cái gọi xong rồi gọi nó lại cái nó bị mất cái đường dây luôn rồi, cái nó gọi mình nó gọi gì đâu mà người nó gọi nó cũng gọi đó, harass mình mỗi ngày luôn, nghĩa nó stop mà nó không stop. Ờ, chị đây em nói em mở Facebook bố like đó, việc em một việc em mở Facebook bố đó. Nếu mà chị muốn coi like đó thì chị mở chị unblock cho nó ra ha. Ok bạn. Ờ. Mình mới kêu chị Quang mình unblock cái Facebook của bố ra để nhìn thấy bố. Tại người nhà ở nhau mà block với nhau không, không biết tại sao luôn. Trong phòng bố có camera, ngoài living room có camera. Mình đi làm mỗi lần mình rảnh á, một tiếng rảnh, hai tiếng rảnh là mình nên mở chắc cơ phòng bố nhà như thế nào. Mình chắc thường xuyên nửa tiếng nữa, một tiếng mình chắc thường xuyên luôn. Còn những người mình ta không có chắc thường, người ta không cần biết ở nhà làm gì hết, không biết chuyện gì xảy ra cho bố hết.
Nhà mình anh Duy với chị Oanh có tham gia nhưng mà đâu có lên đâu, có thường mỗi ngày thì lên lên coi rồi lắm, rất là thường xuyên đâu. Bây giờ là 10 giờ buổi sáng, 10 giờ 45 buổi sáng thì bên Việt Nam là 12 giờ khuya, 12 giờ 45 trên ra ngủ hết trơn à. Bố ơi, có khó thở hả? Cái đàm nhiều quá hả? Đàm nhiều quá hả? Ok, hút đàm nóng nha. Bố đừng lo nha. Ok ha. Ok, mình tắt cái video này nha, mình làm cái video khác tại nó dài quá, đứng máy rồi.